chọn ngôi trường này thứ nhất là vì trường gần nhà nên thuận tiện cho việc đi lại. Thứ hai là mình được một số anh chị giới thiệu, mặc dù trường tuy nhỏ bé, chưa hiện đại, khang trang như nhiều ngôi trường khác, nhưng lại là nơi kiếm tìm thấy được sự yêu thương, gắn bó với thầy cô và bạn bè. Các phần giới thiệu của trường thì mình thấy được trường đã đạt rất nhiều thành tích xuất sắc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cho nào đã đề ra. Trong trường, nền nếp sinh hoạt và học tập được giữ gìn bền vững. Đây chính là một môi trường thích hợp cho việc học tập và rèn luyện của chúng mình. Trường Trung học phổ thông Trương Định không chỉ mạnh về chất lượng học tập mà học sinh trường còn tích cực tham gia những hoạt động về thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ấn tượng của bạn về thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Trương Định? Với cảm nhận của mình thì thầy cô giáo ở trường Trung học phổ thông Trương Định là những người thầy cô rất là nhiệt tình, là chăm sóc học sinh và giúp đỡ học sinh trong những việc khó khăn. Tôi biết đến trường này là ngôi trường có nhiều giải bóng đá lớn, có đội tuyển bóng đá giỏi. Nhưng đối với những bạn nam thích bóng đá như mình thì mình nghĩ là sẽ chọn trường Trung học phổ thông Trương Định để làm điểm đến tiếp theo. Là trường Trung học phổ thông Trương Định còn tổ chức những ngày kỷ niệm lớn, là những ngày thành lập trường và đã làm những hoạt động thiện nguyện. Được biết cho đến trường có nhiều câu lạc bộ như là bóng đá, bóng rổ, âm nhạc, MC và giúp mình thể hiện bản thân để tự tin hơn trong cuộc sống. Hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn về tập thể lớp mà bạn đang học. Những ngày đầu bước qua cánh cổng trường Trung học phổ thông với thầy mới, bạn bè mới, cách học mới và cả một môi trường mới thì tôi thấy thời gian thật sự gian nan và vất vả. Bởi vì đây là một nơi xa lạ, nhưng sau một tuần học tập với nhau thì suy nghĩ đó thật sự dập tắt. Thầy cô luôn quan tâm tới chúng tôi, đặc biệt là thầy chủ nhiệm Đào Trường Trung. Các thành viên trong lớp luôn đoàn kết gắn bó với nhau. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi được học tập, vui chơi và gắn bó với các thành viên trong tập thể 10A12 suốt 3 năm học dưới mái trường Trung học phổ thông thân yêu này. Mình chọn ngôi trường này thứ nhất là vì ngôi trường nhà gần nhà. Đi hai lần thi rồi đấy. Được biết đến ngôi trường Trung học phổ thông Trương Định là có nhiều giải bóng đá lớn với đội tuyển bóng đá giỏi. Đối với những bạn thích bóng đá như mình thì mình nghĩ sẽ chọn